Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2024. Sóc Cò TV muốn chia sẻ cho bạn những cây hồ điệp đại hàng Đài Loan. Cây rất là khỏe mạnh. Cũng khá là lâu rồi, cũng phải gần đến một năm nay Sóc Cò không có chia sẻ cho bạn những cây hồ điệp cốc dớn. Bởi vì rằng là các em lấy giá thành rất là cao, cây không được đẹp. Nhưng mà riêng lô này là một lô rất là ngoại lệ. Trước khi vào giá, Sóc Cò mời các bạn xem qua cây trước đã. Hôm nay về có tất cả là 5 cây, 5 màu. Các bạn nhìn bộ rễ đã không? Rất đẹp. Lô này Sóc Cò bao cho các bạn là bộ rễ đẹp. Hôm nay về có tất cả 5 cây 5 màu, bao gồm cây màu vàng, cây màu hồng, cây hoàng kim giáp, cây chấp bản đồ kho báu và cây cuối cùng đó chính là cây trắng V3. 5 cây 5 màu. Cây khỏe mạnh. Đầu rễ này các bạn này. Rất đẹp. Tiếp theo cho các bạn xem qua những cái linh hồn của cây lan, đó chính là bộ rễ. Rồi các bạn hãy quan tâm về giá. Rất đẹp. Đầu rễ đỏ các bạn này. Cây đỏ. Đầu rễ đỏ. Cây cuối cùng. Đây các bạn nhìn thấy bộ rễ không? Rất là đẹp. Rất đẹp. Khoảng một năm nay Sóc Cò không có chia sẻ cái cây hồ điệp đại hàng Đài Loan. Cốc này là cốc dớn. Năm trước là Sóc Cò có nhớ là chia sẻ một cây này là giá 65.000. Nhưng mà riêng lô này rất là ngoại lệ. Cây đẹp, khỏe mạnh mà giá tiền là rất là mềm mại. Hiện tại Sóc Cò đang chia sẻ là một cây hồ điệp đại hàng Đài Loan với giá chỉ có 50.000 một chậu mà thôi. Và đặc biệt là Sóc Cò sẽ phân loại màu sắc cho các bạn, viết lên trên lá. Rễ xanh, khỏe, đẹp. Đó chính là cây này, cây màu vàng. Lưỡi đỏ, Sóc Cò sẽ viết chữ vàng lên trên lá. Các bạn mà mua 5 cây là 250.000 miễn tiền ship rồi. Bình thường là chúng ta là mua những cây này là phải 65.000, bữa nay thì chỉ có 50.000 thôi. Màu hồng, Sóc Cò sẽ viết lên trên lá là màu hồng. Cây thứ ba đó chính là cây hoàng kim giáp, rễ xanh, hoàng kim giáp. Cây thứ tư đó chính là cây chớp bản đồ. Sóc Cò sẽ viết chữ bản đồ đầu rễ đó ạ. Cây bản đồ thường thường sẽ ít lá hơn so với những cây còn lại. Và cây cuối cùng đó chính là cây trắng V3. Riêng đối với những cây hồ điệp Đài Loan thì chúng ta có rất là nhiều kiểu trồng khác nhau. Ví dụ các bạn có thể là bỏ hết dớn ra cũng được, chèn thêm than. Hoặc các bạn có thể là để nguyên như thế này cũng trồng, cây cũng sẽ phát triển bình thường. Tất cả những cây này thì các bạn trồng sẽ chơi Tết 2025 sắp tới. Nếu mà các bạn là muốn trồng để em ấy ra bông Tết thì các bạn chỉ cần bỏ khoảng độ là 1/3 dớn ở dưới cùng và giữ lại 2/3 dớn mà chèn thêm than. Riêng Sóc Cò trồng rất là đơn giản đối với những cây hồ điệp Đài Loan. Ví dụ như là cây này cũng là cây trắng V3, là em này theo Sóc Cò được khoảng là 2 năm rồi và em đang rất là phát triển và đang ra được mỗi cây được 2 ngồng. Em này em trắng V3 và Sóc Cò để nguyên bầu dớn, để nguyên. Sóc Cò để nguyên bầu dớn và chèn thêm vài miếng than thôi. Lô lại cũng vậy này, để nguyên dớn chèn thêm than và em đang ra ngồng thứ hai. Hoặc các bạn có thể là bỏ hết dớn ra cũng được, cây vẫn ra bông bình thường. Đối với những cây hồ điệp Đài Loan thì chúng ta có rất là nhiều cách lựa chọn để trồng. Có thể là bỏ 1/3 dớn hoặc có thể là chúng ta để nguyên cũng được. Nhưng mà Sóc Cò sẽ bao cho các bạn là những bộ rễ là phải xanh như này. 5 cây 5 màu, bao gồm đó chính là cây trắng, cây chấp bản đồ, cây hoàng kim giáp, cây màu hồng, hồng Anna và cây vàng, lưỡi đỏ. Rất là đẹp. Giá chỉ có 50.000 một cây mà thôi. 5 cây đã được miễn tiền ship rồi. Rồi các bạn mà mua 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, phí ship nhanh toàn quốc là 35.000. Các bạn thích màu nào thì bộ Sóc Cò sẽ lựa cho các bạn những màu như vậy. Màu gì thì màu, nhưng mà Sóc Cò sẽ bảo hành cho các bạn là cây phải khỏe mạnh và bộ rễ nó phải là xanh như thế này. Rất là đẹp. Lô này tuy là lô dớn thì chắc chắn là giá tiền nó sẽ mềm mại hơn. Nhưng mà bộ rễ của em ấy cũng không có thua kém gì hàng Sóc Cò chia sẻ cho bạn là hàng vỏ thông. Nhưng mà hiện tại là hàng vỏ thông Sóc Cò không còn về nữa rồi. Năm nay giá cốc vỏ thông cao quá và cây thì không được chất lượng lắm, nên Sóc Cò là thấy biểu hiện là cây không có tốt thì Sóc Cò sẽ không có nhập về bán nữa và Sóc Cò sẽ chia sẻ cho các bạn những dòng lan khác mà giá của em sẽ mềm mại hơn, nhưng mà cây cũng phải khỏe mạnh. Những cây này các bạn trồng thì thường thường khoảng 3 đến 4 tháng nữa thì em sẽ cho ra bông. Có nhiều cây đang đi xì ngồng rồi này, nhiều lắm.
nhiều cây xì ngồng này, rễ xanh đây, rễ xanh mọi người thấy rõ không, rễ xanh. Shop có bán hàng review rất là chi tiết và chia sẻ sao mọi người nhận hàng y hệt như vậy. Cây cũng rất là to, nhiều cặp lá, 50.000 một chậu. Những cây này là năm trước là shop có bán chia sẻ là 65.000, năm nay thì là mềm mại hơn, chắc có thể là nhà vườn ế nhiều quá. Shop có may mắn là sưu tầm được là những cây này là cây đẹp, giá thì là ok, 50.000 thì là chấp nhận được. Đầu rễ này mọi người thấy đỏ, 5 cây 5 màu, bảo hành chuẩn màu sắc, cây khỏe mạnh, rễ xanh. Cũng lâu rồi shop có không có chia sẻ cây màu trắng, mà shop có thấy cứ nghĩ rằng là cây màu trắng là nhiều người không thích, nhưng mà ai dè thì chia sẻ cây màu trắng thì được rất là nhiều người thích luôn đấy. Chắc có thể là do em dễ trồng. Make in Taiwan này, dập lối trên logo, 50.000 một chậu, 5 cây 5 màu, hàng chơi Tết 2025. Bởi vì là còn khoảng là 3 đến 4 tháng nữa là đến Tết rồi, chúng ta trồng từ bây giờ là các em đến Tết là dễ bám nó thành chậu, là em sẽ cho ra lứa bông đầu tiên. Rất đẹp. Hôm nay là ngày cuối tuần, shop cò xin chúc mọi người có những giây phút nghỉ ngơi thật là vui vẻ, hạnh phúc và có những giò lan thật là đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.